Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 7 tháng 4 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Vận trình tử vi ngày thứ tư này cho thấy, Dậu Tý tương phá báo hiệu hôm nay không phải là một ngày thuận lợi với người tuổi Tý. Trong ngày này, bạn cần đề phòng có tai họa bất ngờ, nên đi lại cẩn thận và chọn hướng xuất hành may mắn để tránh những điều xui xẻo. Ngoài ra, bạn còn dễ vướng vào những chuyện không đâu khi có kẻ ném đá giấu tay, bày mưu hãm hại, không để cho bản mệnh hoàn thành công việc như mong muốn. Chỉ cần mất cảnh giác, bạn có thể bị tấn công ngay lập tức. Bù lại, trong ngày này nhờ có thực thần chiếu mệnh, nên chuyện kiếm tiền của tuổi này trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn nhiều. Bản mệnh có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh để tăng thêm thu nhập cho mình. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, nên thay đổi về phương hướng làm ăn, đi xa, di chuyển, rời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc. Không nên ngồi tại chỗ, nên đi gặp hoặc gọi người cộng sự để bàn thảo. Sự mong cầu về tiền bạc cần có sự nhẫn nại mới được kết quả, nhất là đối với phái nữ là người giúp đỡ mình. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Sự giao thiệp thân mật về tình cảm tuy cần thiết nhưng không nên để lấn áp lý trí. Hãy lo cho công việc trước, kẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc. Ngày có hỷ sự, gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển quay về nơi chốn cũ. Có tài lộc hoặc có tin tức thuận lợi về công việc làm ăn. Nếu có gặp sự bất hòa, gặp trở ngại cũng có thể giải quyết được bằng vấn đề tình cảm, nhân nghĩa. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Ngày rất dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm, tiền bạc. Tuy nhiên cũng không nên tiến thêm vì sẽ có sự đảo lộn, và cũng không nên tranh giành, tính toán. Gia đạo có hỷ sự, có tin vui, có khách đến. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ. Trong ngày nên đi xa, di chuyển, khai trương, xuất hành, mong cầu về tài lộc, kết bạn, kết hôn, xin việc, nhận việc, đầu tư cổ phiếu, huy động vốn, xuất hàng, tiến hành công việc, thực hiện điều dự tính. Ngày có tiệc tùng hoặc có cuộc hội ngộ, gặp gỡ thân nhân hoặc bè bạn đã được định trước hoặc có hẹn ước. Tình cảm tốt, gia đạo có hỷ sự, tài lộc tốt, có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc. Đã có sự hẹn ước, giao kết thì phải tiến hành cho trọn vẹn. Có sự chậm trễ chút ít về thời gian, gia đạo có tin vui, hoặc có người đi xa, gặp lại người xưa. Ngày thuận lợi cho đình đám, tế lễ. Con số may mắn, 5, 8. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi thứ tư cho thấy, cục diện tam hợp nâng đỡ giúp vận trình tình cảm của người tuổi Sửu có những bước tiến rõ rệt. Người mà bạn thầm thương cũng đã có cảm tình với tuổi Sửu rồi đó, hãy mạnh dạn tiến tới để bày tỏ tình cảm của mình đi nhé. Những cặp đôi có thể sẽ đón thêm nhiều tin vui trong ngày hôm nay. Sự hòa hợp trong mối quan hệ khiến cho hai bạn càng ngày càng gắn bó thêm với nhau. Nếu như cảm thấy đã đến lúc về chung một nhà thì chớ nên chần chừ, để lỡ mất thời gian ở bên chăm sóc và yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn, những khó khăn mà bản mệnh đang gặp phải trong thời điểm này có thể được giải quyết dễ dàng. Quý nhân sẽ tạo điều kiện cho những chú trâu tháo gỡ vướng mắc, từ từ tạo dựng được chỗ đứng cho mình trong công việc. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Ngày có nhiều công việc gấp gáp, cần phải giải quyết trong ngày mới tốt. Chuyện tình cảm không nên để dây dưa, và hãy tỏ bày cho thật lòng dù có sự phiền lòng chút ít. Hao tốn về giao thiệp nhưng vẫn có tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Nên đi xa hoặc tiến hành những dự tính của mình. Ngày có nhiều công việc gấp gáp, cần phải giải quyết trong ngày mới tốt. Chuyện tình cảm không nên để dây dưa, và hãy tỏ bày cho thật lòng dù có sự phiền lòng chút ít. Hao tốn về giao thiệp nhưng vẫn có tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa. Ngày không tốt, mọi việc đều nên cẩn trọng, dễ có tin buồn tin xấu đến làm mình thất vọng hoặc phải lo âu. Nếu ngày của sự đáo hạn đến hẹn đã có dự tính thì sự việc đến chậm chạp không như ý, gặp chuyện phiền lòng, đã hao tốn mà không có kết quả.
nên kịp thời thay đổi kế hoạch, có sự hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ. Có tin tức đi xa, và có tin buồn về sức khỏe, công danh, tài lộc của thân nhân, bè bạn. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, di dời đồ đạc, nhà cửa, văn phòng. Tài lộc trung bình, nên thay đổi phương hướng, khéo léo trong cách giải quyết công việc, đi xa, di chuyển, rời chỗ, nhờ quý nhân giúp đỡ, nhóm họp bàn bạc, nhẫn nại trong sự giao thiệp, chỉnh đốn nhà cửa, tu bổ đồ đạc, cúng tế, làm phước, chữa bệnh. Không nên thưa kiện, tranh cãi, rời hẹn, ký kết hợp tác, trì hoãn công việc, thờ ơ bỏ lỡ cơ hội, cầu tài lộc. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc. Mọi việc không nên đương đầu một cách ngang ngửa, cần phải có sự khéo léo, cần đến ý kiến của quý nhân mới có kết quả. Ngày có nhiều tin không tốt, tin buồn về sức khỏe công danh, tài lộc của mình và người thân, bè bạn. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần đến sửa chữa, mua sắm. Có tin xấu về di chuyển, đi lại. Con số may mắn, 2, 5. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tí, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Thứ tư này, vận trình trong ngày đang có chính tài xuất hiện, là điềm báo về tài lộc, đảm bảo cho người tuổi Dần có được nguồn tài chính ổn định. Công việc thuận lợi, thu nhập đáng kể chính là điểm sáng trong hôm nay cho những chú hổ. Tuy nhiên, kim khắc mộc lại cảnh báo những vận hạn mà bản mệnh có thể gặp phải trong chuyện tình cảm. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi có phần gay gắt hơn, nếu không nhanh chóng hòa giải mà gặp phải sự phá hoại kẻ thứ ba thì có thể, phần thua sẽ thuộc về chính bản mệnh. Ngày này đối với những người độc thân, luôn muốn tìm kiếm một người mang lại cho mình cảm giác an toàn, là bến bờ để yên tâm dựa vào sau những mỏi mệt ngoài kia. Song dường như bạn đang đòi hỏi ở đối phương quá nhiều mà không chịu đưa ra tình cảm thực sự của chính mình. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy. Giao kết, hẹn ước, kết bạn với người khác phái có lợi. Có nhiều tin tức liên quan đến công danh, tình cảm khiến mình phải quyết định thay đổi phương hướng làm ăn hoặc phải giải quyết các vấn đề xưa cũ, và phải có cuộc đi ngắn, hoặc hẹn gặp. Sức khỏe không tốt, có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn việc làm. Hạp nghề y học, tư pháp. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày không tốt. Không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc đương đầu một cách cứng rắn sẽ hoàn toàn không có lợi, còn đưa đến việc mất tình cảm, bất hòa. Chuyện giao thiệp tình cảm chỉ nên ngắn gọn, nên hoàn trả hoặc thực hiện những gì đã có dự tính theo hạn kỳ, hẹn ước. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ. Có sự thay đổi về hoàn cảnh, tình trạng hiện tại, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Có sự thực hiện những gì đã có dự tính trước, hẹn ước, đến hạn kỳ hoặc ngày mở ra công việc mới, tình cảm mới. Nếu có tài lộc thì cũng phải chi dụng vào những công việc trên hoặc phải có sự chia sẻ. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến phải lo âu tính toán. Tài lộc dễ hao tán. Mọi công việc nếu đang tiến hành chờ đợi đã lâu thì nay có sự kết thúc. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có tin buồn vui lẫn lộn. Nên cẩn trọng trong việc di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc. Sự mong cầu về tình cảm chưa phải là lúc có sự dứt khoát. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim. Có nhiều bối rối hoặc có những sự kiện dồn dập khiến mình phải giải quyết, vừa về công việc vừa có thân nhân, bạn bè đến. Có tin về rủi ro, tai nạn, bệnh tật, hoặc gặp sự trắc trở của người thân nhưng cũng liên quan đến mình. Chuyện bàn luận coi chừng lạc đề. Con số may mắn, 4, 7. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ. Hợi. Tử vi tuổi Mão. Người tuổi Mão hôm nay, phải đối mặt với cục diện Dậu Mão tương xung nên công việc trong ngày có thể gặp phải trục trặc do bản mệnh không được điềm tĩnh khi xử lý vấn đề, dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp của mình. Bù lại, thiên tài báo hiệu tài lộc đang đến rất gần với những chú mèo. Con giáp này được trao cho nhiều cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi. Chỉ cần bạn nhanh nhạy chút thôi là tiền bạc sẽ ùn ùn đổ về túi, chẳng gặp phải quá nhiều trở ngại. Trong ngày cũng đang gặp ngũ hành xung khắc, chẳng phải điềm lành với người tuổi này. Sẽ có biến động trong chuyện tình cảm của bạn, bản mệnh nếu không kiềm chế cảm xúc sẽ khiến cho đối phương chịu nhiều tổn thương. Tử vi tuổi Ất Mão,
thuộc mệnh thủy. Ngày xung của bổn mạng, có nhiều chuyện âu lo cần phải giải quyết, gia đạo có tin buồn, hoặc trong công sở có những vấn đề gặp trở ngại khiến vì cùng lo toan mà có sự bất hòa. Sức khỏe không tốt, các việc vui chơi, tình cảm, giao thiệp, họ hẹn đều phải cáo lỗi, hoặc đến mà sự việc xảy ra lại không như ý. Tài lộc trung bình, dễ hao vì những chuyện lặt vặt. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh hỏa. Sự chờ mong về tin tức dễ gặp trở ngại hoặc dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc, máy móc. Nên giới hạn việc di chuyển kẻo lỡ tin tức, hoặc có rủi ro giữa đường. Tuy nhiên công việc làm ăn vẫn có sự thuận lợi, có tin tốt và có người đến đem lại sự thuận lợi cho mình ở tương lai. Ngày rất dễ hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng. Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng cũng nên giới hạn e có hậu quả xấu. Có thân nhân, bè bạn đến hoặc có tin tức của họ. Đi xa, di chuyển, sử dụng xe cộ, máy móc bất lợi, hoặc phải đi vì chuyện buồn. Cẩn trọng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh mộc. Ngày xung của bổn mạng. Làm gì cũng không nên tính kế lâu dài sẽ có những sự kiện hoặc tin tức đưa đến khiến phải bỏ dở hoặc phải tính toán lại cho phù hợp với thực tế. Có tin về đi xa, có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn. Tài lộc trung bình, sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin mà thôi. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng, mọi việc đều có sự trắc trở trước, sau mới có sự thuận lợi. Hoặc việc chờ mong kết quả đến gặp sự chậm chạp, ngày có nhiều việc bận rộn. Có bè bạn, thân nhân đến, có chuyện trà dư tửu hậu. Có tin buồn. Con số may mắn, 1, 9. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Cục diện ngũ hành Dậu Thìn nhị hợp giúp cho vận trình trong ngày của người tuổi Thìn được khởi sắc không ngừng. Chuyện hợp tác làm ăn tốt đẹp mang lại cho con giáp này khoản lợi nhuận khổng lồ, vượt ngoài dự kiến ban đầu của bản mệnh. Rất có thể một vài sai sót trước đó cũng được bạn phát hiện nhanh chóng và tìm cách khắc phục trong thời gian ngắn nên mọi thứ vẫn kịp tiến độ. Vì thế, lúc xảy ra sự cố đừng quá rối trí mà nên cố gắng hết sức giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, chính ấn chiếu mệnh có thể gây ra một vài phiền hà liên quan đến giấy tờ không thể tránh khỏi. Sự nhiễu nhương trong các bước làm việc liên quan đến giấy tờ, sổ sách khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận vì chẳng có cách nào khác. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh hỏa. Nên khởi sự ngay công việc đang dự định, sẽ thành công. Nên thay đổi tình trạng hiện tại hoặc đi chuyển, đi xa, thay đổi, tu bổ, sửa chữa nơi ăn trốn ở, văn phòng, kho bãi. Có quý nhân hoặc có tin tức tốt của họ ích lợi cho mình. Trong sự ước hẹn cần phải suy nghĩ kỹ, trong tương lai dễ bị ràng buộc về chuyện này. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh thổ. Nên thay đổi mọi việc, đã đến lúc cần phải có sự dứt khoát, kết thúc, hoặc mở ra một hướng đi mới cho mình dù có chút ít thiệt thòi vì hoàn cảnh hiện tại không còn thích hợp với mình nữa. Nên hành động theo tin tức mới nhận được, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh mộc. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Có tin tốt ở xa hoặc gặp lại người xưa, chốn cũ. Tài lộc vào ra thất thường. Ngày có nhiều công việc đến rất bận rộn. Có người đến mang tin buồn hoặc đến nhờ vả. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh kim. Việc đến như thế nào thì làm như thế ấy, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Có tin tốt ở xa hoặc gặp lại người xưa, chốn cũ. Tài lộc vào ra thất thường. Ngày có nhiều công việc đến rất bận rộn. Có người đến mang tin buồn hoặc đến nhờ vả. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh thủy. Việc đến cần phải hết lòng dù có thiếu thốn mọi phương tiện hoặc gặp sự cản trở khó khăn mới vượt qua được. Nếu có người cần sự giúp đỡ của mình cũng nên nhiệt tình sau này sẽ có sự giúp đỡ lại. Có tài lộc chút ít hoặc có niềm vui, lộc ăn. Con số may mắn, 3, 6. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi hôm nay, người tuổi Tỵ được quý nhân tam hợp phù trợ, dẫn đường, chỉ lối giúp cho công việc của con giáp này có phần thuận lợi hơn,
mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Trong ngày đang có được sự xuất hiện của chính quan chiếu mệnh, mang lại cho những chú rắn sự bản lĩnh trong những việc mình đang và có kế hoạch làm. Bạn có thể dũng cảm đi ngược lại với những bất đồng quan điểm để theo đuổi các dự định bấy lâu của mình. Tuy nhiên cũng đang gặp ngũ hành xung khắc, không phải là dấu hiệu tốt cho chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể sẽ bỏ bê gia đình, người thân vì những tham vọng của mình, khiến cho tình cảm nhạt phai. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn, lo âu về công việc làm ăn cũng như về tình cảm, sức khỏe của mình và người thân, bè bạn. Trong thâm tâm có điều khó nói với người mình cần giải quyết hoặc gặp trở lực trong vấn đề, không biết tiến hay thoái sao cho thuận lợi. Hãy ngồi yên sẽ tìm được phương hướng vào một ngày khác. Có tin buồn, tài lộc dễ hao, ngày khó có việc gì mà làm nên. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh thổ. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bàn gia tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Có tin buồn, nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng, vay mượn, lộc có điều kiện. Hao tốn về tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh mộc. Nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bàn gia tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Có tin buồn, nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng, vay mượn, lộc có điều kiện. Hao tốn về tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh kim. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều lo âu, bận rộn, có tin buồn hoặc có người đến tâm sự và nhờ mình giúp đỡ. Có cuộc đi ngắn hoặc có cuộc gặp gỡ, hẹn hò để thông báo sự chia tay, thay đổi hoàn cảnh sống. Cuộc vui không trọn vẹn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh thủy. Làm gì cũng nên có sự cẩn thận vì có nhiều sự kiện xảy ra ngoài dự tính của mình. Hoặc có người đem đến những tin xấu, hoặc chỉ bàn bạc những chuyện bất lợi. Tài lộc có chút ít nhưng cũng dễ hao, có tin buồn. Con số may mắn, 4, 9. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Lời khuyên của chúng tôi cho người tuổi Ngọ hôm nay là cần hết sức cảnh giác và giữ được sự tỉnh táo trong hôm nay. Thiên quan là nguyên nhân khiến cho công việc của bản mệnh gặp phải những trở ngại nhất định. Kẻ tiểu nhân tìm cơ hội để ném đá sau lưng, phá hoại cơ hội thăng tiến của tuổi Ngọ, khiến cho công sức làm lụng bao lâu của con giáp này có thể đổ bể chỉ trong chớp mắt. Nếu bạn không sẵn sàng tinh thần chiến đấu và luôn cảnh giác trước những cạm bẫy phía trước thì hậu quả bạn nhận được sẽ khá nặng nề. Lại thêm, ngũ hành tương xung cảnh báo con giáp này những nguy cơ rạn nứt trong chuyện tình cảm. Vợ chồng cần dành thêm thời gian cho nhau, quan tâm chăm sóc đối phương, để cho tình cảm giữa hai người luôn được sưởi ấm, đừng để thời gian khiến cho đôi bên nhạt nhẽo với nhau. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh kim. Việc đến nên tiến hành cho nhanh dù có trở ngại chút ít, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Không nên mưu cầu chuyện tình cảm có tính lâu dài. Việc vui chơi, giao thiệp chỉ nên chốc lát không nên kéo dài. Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tham vọng, tiến thêm sẽ không hay. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh thủy. Ngày có cuộc vui, hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm. Có cuộc đi ngắn, tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui. Ngày thuận lợi cho họp mặt, kết bạn, đính ước. Tài lộc trung bình, hao tốn về mua sắm, di chuyển, có lộc ăn. Có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc phải chờ đợi chậm chạp. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có tiệc tùng, hội họp, họp mặt, hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn. Tình cảm tốt, có người đến nhờ vả mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh thổ. Có nhiều sự biến động thay đổi về gia đạo cho người thân hoặc bè bạn. Có tin tức về chuyện tình cảm. Hôn nhân hoặc có sự dự tiệc tùng, đình đám, có người đến tâm sự, cần nghe ý kiến của mình. Tài lộc trung bình, tình cảm tốt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh mộc. Không nên mưu cầu những chuyện lớn dễ có sự bỏ ngang, giang dở, hoặc kế hoạch bị thay đổi do người khác có ý kiến. Ngày có tiệc tùng, hoặc có tin tức về chuyện tình cảm của thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui nhỏ, tài lộc trung bình.
Con số may mắn, 2, 9. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường cam, hồng. Quý nhân phù trợ Tuất, Mùi, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Ngày có được thiên ấn nhập cục, công việc của tuổi Mùi có thể tìm được cách giải quyết để vượt qua khó khăn lần này. Bạn cần phải bình tĩnh để tìm đối sách, đừng ngại đi theo con đường mới bởi đó có thể là cách thức phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt, sự sáng tạo sẽ giúp bạn tiến nhanh hơn nhiều đó. Đừng chỉ nhốt mình trong những lối mòn trước đó mà cần phải biết rằng bản thân đang có thế mạnh ở đâu để phát huy ở đó nhé. Bên cạnh đó vận trình cũng đang gặp được thổ sinh cho kim vượng, cũng may con giáp này có hậu phương vững chắc, có người luôn tin tưởng và ủng hộ mình nên mọi khó khăn, căng thẳng đều từng bước vượt qua được. Có một người yêu thương mình đến vậy luôn ở sau lưng, bạn cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Tử vi tuổi Ất Mùi, thuộc mệnh kim. Có sự bận rộn về hội họp, nhóm bạn, bàn thảo hoặc có tin tức về công việc cần phải giải quyết. Ngày có đình đám, tiệc tùng, hội ngộ người thân và có hao tài chút ít về ăn uống, mua sắm. Tài lộc bình thường, nhưng thuận lợi cho công việc xây dựng, địa ốc, bảo hiểm. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự bôn ba, phiền muộn, rắc rối. Không nên mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn, danh dự, uy tín bị va chạm, đi xa, di chuyển không có kết quả hoặc kết quả vẫn y như tình trạng cũ. Chỉ nên ngồi yên và chỉnh đốn, sắp xếp lại mọi việc. Tin tức không tốt, có tin buồn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa. Cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù có hao tốn, khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn chuyện nhà cửa, công danh, tình cảm của mình lẫn người thân. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh thổ. Nên ngồi yên, dù có tính toán gì hoặc đi đâu cũng chỉ đem đến kết quả không có lợi. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, tài lộc dễ hao, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn các công việc cũ. Có người ở xa trở về, hoặc có tin. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh mộc. Có tin ở nơi xa hoặc có cuộc đi ngắn. Có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại khiến mình phải lo âu, giải quyết, tin xấu về hư hại tài sản, tài lộc, sức khỏe, xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều sự bận rộn liên tục vì có nhiều tin đến dồn dập. Con số may mắn, 5, 8. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân. Vận trình nhờ có tam hội cục che chở, người tuổi Thân được hưởng một ngày tình cảm hài hòa, tốt đẹp khi đôi lứa luôn quan tâm, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Chuyện tình cảm của con giáp này nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, nhờ thế mà cũng tiến triển tốt đẹp hơn. Ngày này đối với những người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh đủ khéo léo và thô, âm minh để thu hút ánh nhìn của mọi người, chỉ chờ duyên lành đến mà thôi. Đừng quá căng thẳng, tự tạo áp lực cho mình mà hãy để tình yêu đến tự nhiên. Trái ngược với chuyện tình cảm, vận trình tài lộc của những chú khỉ lại kém phần may mắn hơn. Kiếp tài ngáng trở nên tài vận kém sắc, tiền bạc kiếm được không ít nhưng khó giữ lại được trong tay. Họa phá tài khiến cho bản mệnh có nguy cơ gặp phải những chuyện không đâu, cuối cùng phải dùng tiền bạc để giải quyết. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh thủy. Không nên đặt mình vào thế đứng giữa ngã ba đường. Nên xem vấn đề nào quan trọng hơn thì giải quyết trước tiên. Chớ để tình cảm xen vào và nên thẳng thắn quyết định, dù có sự thiệt thòi về tiền bạc, danh lợi chút ít. Có người đi xa, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Ngày có sự xoay chuyển, thay đổi công việc, hoặc đang tiến hành thì có tin, hoặc có người đến làm gián đoạn. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, kết thúc. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh hỏa. Dù có nhận được tin tức không vừa ý cũng không nên nóng nảy. Mọi việc sẽ có cách giải quyết, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù đó là công việc hay vấn đề tình cảm, di chuyển. Có sự hư hại về máy móc, xe cộ, đồ đạc. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ. Chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng. Có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình. Tài lộc trung bình, chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc,
hiểu lầm. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh mộc. Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện, tin tức đến cần phải lo toan, tính toán. Có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh kim. Ngày không nên mưu cầu việc lớn lao, cũng không nên tranh cãi sẽ gặp nhiều rủi ro, buồn phiền, có sự tu bổ, dọn dẹp, sửa chữa đồ đạc, xe cộ, vật dụng, nơi ăn trốn ở. Nếu ngày này là ngày đã có dự tính tiến hành công việc hoặc thay đổi thì nên cẩn trọng và xem xét lại những dự tính của mình còn thiếu sót hay không. Hãy quên chuyện cũ. Con số may mắn, 2, 7. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu. Cục diện Dậu Dậu tự hình, đây là nguyên nhân gây ra một số rắc rối trong công việc ngày hôm nay cho những chú gà. Bản mệnh thấy rất thất vọng vì những gì mình nỗ lực không được đền đáp xứng đáng. Lúc này, bạn chẳng còn tìm thấy động lực để cố gắng thêm nữa, chỉ muốn bỏ lại tất cả. Bên cạnh đó, con giáp này cũng cần phải chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói. Đôi khi lời nói thiếu suy nghĩ kỹ càng, không kiêng nể bất cứ ai sẽ gây bất lợi cho bạn trong công việc sau này. Nên nhớ, một điều nhịn là chín điều lành, nhẫn nhịn sẽ là cách giải quyết khôn ngoan để bạn tránh được những điều không hay. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông nam phía ngoài nhà kho, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, bạn không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Không nên tính toán chuyện cao xa, mọi việc chỉ nên bình thường. Đừng để hoàn cảnh tin tức bên ngoài lôi cuốn sẽ không có kết quả. Việc di chuyển, đi lại chỉ thêm hao tốn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều không nên tiến hành, giải quyết, nên dè dặt trong mọi chuyện. Có sự hao tốn, cực nhọc về đám tiệc khách khứa, người thân đến. Đi xa bất lợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều không nên. Chỉ là ngày nên sửa soạn, bàn bạc, dọn dẹp. Nhà có đông người hoặc có nhiều tin tức đến. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, khó có công việc gì trong ngày làm nên kết quả như ý, hoặc làm mà không được hưởng công lao hoặc phải bỏ dở nửa chừng. Chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vãnh thường nhật. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng, việc gì cũng nên từ từ giải quyết dù có gặp sự trắc trở khó khăn. Nên giữ hòa khí trong nhà hoặc mọi người. Đi xa, di chuyển bất lợi. Có người đem đến tin buồn. Con số may mắn, 3, 6. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, vàng. Quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Ngày này, do ảnh hưởng tiêu cực của cục diện Dậu Tuất tương hại, cái điều này khiến mối quan hệ của người tuổi Tuất có sự bất hòa, cãi cọ, thậm chí dẫn đến chia tay. Sự rạn nứt này vốn là kết quả tất yếu xảy ra khi quá trình mâu thuẫn vốn âm ỉ xảy ra từ lâu nhưng bạn lại lựa chọn cách trốn tránh hiện thực. Vốn dĩ hiểu lầm đến từ những chuyện nhỏ nhặt, nhưng do không được giải quyết kịp thời nên hiểu lầm càng ngày càng lớn. Hãy xử lý những mâu thuẫn ngay khi bạn còn có thể kiểm soát được nó. Bù lại, trong ngày đang có được chính ấn chiếu mệnh là cát thần trợ vận, người tuổi Tuất nhờ thế mà có tinh thần làm việc tốt hơn, gạt bỏ những ưu phiền riêng tư để tập trung vào công việc. Cho nên kết quả công việc khá ổn, đủ để cho con giáp này cảm nhận được niềm vui sau những muộn phiền vì tình cảm. Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa. Chớ để tình cảm xen vào mà nên thẳng thắn quyết định, dù có sự thiệt thòi, danh lợi chút ít. Không nên phân vân, hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Chần chừ thì không có lợi, tài lộc chậm, dễ hao tốn, ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, có tin xa, có người đến nhờ vả mình. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ. Ngày chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, dọn dẹp, trừ cũ lập mới. Có người đến mang tin vui, nhà có thêm người, có tin tức ở xa, có quý nhân giúp đỡ về tài lộc hoặc công việc làm ăn,
không nên để chuyện vui chơi, tình cảm, giao thiệp ràng buộc mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết, tốt cũng có, xấu cũng có. Sức khỏe không tốt, có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức, có cuộc đi ngắn bắt buộc do tình cảm, nhân nghĩa ở quá khứ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh Kim. Chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác, dễ có sự mích lòng, hiểu lầm. Có người đến phân giải hoặc đem tin buồn đến, hỏi ý kiến về chuyện đi xa, thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh Thủy. Sự việc âm ỉ, chờ đợi đã lâu nay xuất hiện cả về mặt tình cảm, sức khỏe, công danh, tài lộc. Nên gấp gáp tiến hành, không nên chần chừ vì dư luận có lời qua, tiếng lại bàn tán. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Con số may mắn, 1, 6. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Người tuổi Hợi hôm nay gặp phải thương quan chiếu mệnh, nên vận trình công danh sự nghiệp vì thế mà không được thuận lợi. Bản mệnh để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến mình quá nhiều, thiếu tập trung trong công việc, không đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt khi cần thiết. Với những khó khăn trong cuộc sống này đều để giúp chúng ta trưởng thành và lớn khôn nhanh hơn. Vì thế, người tuổi Hợi dù phải đối mặt với chuyện gì khó khăn đi chăng nữa thì hãy cứ tự tin lên. Hãy chứng tỏ với mọi người rằng, bạn còn làm tốt hơn gấp bội lần so với những gì người ta nghĩ. Vận trình ngày này cũng đang gặp được kim sinh cho thủy vượng, đây là dấu hiệu đường tình duyên khởi sắc. Đào hoa nở rộ, người độc thân không cần phải lo lắng cô đơn không có người yêu, bởi bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương khi tự tin hơn vào bản thân. Biết đâu tình yêu sẽ đến vào thời điểm bạn không ngờ tới nhất, vậy nên đừng vội nản chí nhé. Tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh Hỏa. Không nên nóng nảy hoặc hấp tấp, vội vàng khi có tin không thuận lợi cho mình về công danh cũng như về tiền bạc. Mọi việc đều chưa có sự kết thúc rõ ràng, nên tìm gặp quý nhân thăm hỏi. Có tin buồn ở xa, an phận chờ đợi tin tức. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh Thổ. Có những chuyện về tình cảm cũng như công việc phải làm trong miễn cưỡng. Mọi sự đều thay đổi. Sức khỏe không tốt, có sự hư hại về đồ đạc, máy móc. Có tin buồn, tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh Mộc. Ngày nhận được nhiều tin tức không tốt về công danh, tình cảm, tài lộc. Không nên nhúng tay vào chuyện người hoặc hấp tấp quyết định cho họ đều sai lầm. Có lộc nhỏ hoặc có quà tặng, có người đi xa, có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Chỉ nên ngồi yên hoặc việc như thế nào thì làm như thế ấy, nếu có cuộc đi ngắn hoặc dự tiệc tùng đình đám cũng không vừa ý. Sự hò hẹn chậm chạp, trắc trở hoặc chỉ đem đến điều không vui. Tài lộc bình thường. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Việc gì có thể bỏ qua, bỏ bớt thì nên giới hạn, không nên tiến hành. Kể cả những chuyện không vui, mích lòng cũng không nên để ý. Đừng nhúng tay vào chuyện của người khác không tốt, nên giải quyết những công việc đã có dự tính, hẹn ước từ trước. Có cuộc đi ngắn hoặc có sự thay đổi chút ít về chuyện làm ăn. Con số may mắn, 5, 9. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ Tí, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.